thành mọi người. Và mình lại tiếp tục có một mục tiêu mới. Mình sẽ ở lại trong đây xem có điều gì nhé. À, bây giờ tôi sẽ đọc lớn này nha. À, trong thời gian ghi hình từ khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội ôm tay. Nếu không thực hiện quy tắc này thì hình phạt của bạn sẽ là mua đồ ăn cho những người chơi còn lại trong đợt ghi hình tiếp theo. Really? Cái hôn tay á, hôn tay ai vậy? Hôn tay ngày nào thì tí nữa em sẽ cho anh bốc thăm. Miễn là chạm môi vô tay thôi đúng không? Đúng vậy. Sẽ không để tốn tiền đâu. Alo, alo, alo. Trời, Kiến hả? Alo, ai đây? Người bạn phải... ok. Ai đọc cho chị? Đọc cái tuổi đó đâu. Vũ Thịnh. Chơi để thử thách Mỹ Khánh cùng sự giúp sức của chính thiên sứ của chương trình. Người ta nói là trong khó khăn mới biết được tình bạn. Em có hy vọng là chính chàng trai này sẽ nâng đỡ, hỗ trợ, bảo vệ cho mình không? Dạ, em nghĩ là các anh sẽ phải hỗ trợ bảo vệ cho nhau à. Dạ, vậy là trò chơi này ảnh hưởng lắm nha. Wow. Hãy chuẩn bị tâm sức đi nào các bạn. Còn bây giờ xin mời chính chàng trai sẽ xuất hiện trên sân khấu. Tách nhau ra nếu không chung một đội đâu. Chưa xuất lại cho bé nha. Không thì toàn thua thôi. Cái cậu ngốc đó. Ngốc quá. Nhưng mà anh nên đội em nhé. Không, sao anh. Thưa em. Cho anh chơi, nó chơi đi. Thật đấy. Tài chứ. Thật như sao vậy. Thôi chứ tổng thức của. Khó khăn nha. Chính đội. Kéo ông hai cái dây lên nhìn tức ngực. Mọi người ơi, bây giờ em ở cái đội nào mà không có bị lún xuống ấy ạ? Tại vì em sợ ở mấy đội lún xuống hay thua. Lún lại... dùng mạng em. Ủa? Sơn hôm nay dùng bác học viên. Dùng anh Stan. Thôi nghe, nghe chú ý bạn nè. Em cảm thấy ngợp quá. Sao vậy? Sao để em cố lên em? Cố lên em, muốn vào giữa không? Để anh bảo anh truyền năng lượng cho em. Dẫn em vào, dẫn em vào. Vào giữa để bảo anh truyền năng lượng cho. Đó. Tất cả mọi người truyền năng lượng cho bạn nhé. 1, 2, 3. Trời ơi. Đó. Ok. Thế nhờ. Đấy. Có phải trường em không? Mình mới chuyển trường qua bên đây. Ồ, ừ ha. Dạ. Thì bây giờ em xin mời các anh chia thành hai đội. Có lẽ là mình chia riêng anh Minh Thảo thì sẽ ở lại làm trọng tài với em ạ. Vậy mời các anh chia thành hai đội và bắt cặp với nhau nhé. Có lẽ là mình chia xong rồi đấy. Hóa ra không phải là mình lại chơi như đội này tiếp. Ê chà, ấy chà chà. Có ngốc lắm. Có lẽ là có điểm rồi. Có điểm rồi, có điểm. Có điểm rồi cậu ơi. Làm trọng tài thôi. Cậu ngốc lắm, cậu chỉ là fan zone thôi. Rồi ok. Ôi số sang đây đi. Ok, từ từ mình kia đông đấy. Ờ, chúng mình chơi nào. Bên này ít này. Dạ. Ai có bớt bên này? Mọi người chia đội chưa ạ? Đấy, đội mình hôm nay cao rồi. Đội này đồng đều quá, mình sự đồng đều quan trọng lắm. Nhưng tôi nghĩ đội này sẽ thua. Ờ, đó dễ. Không bao giờ, hôm nay đội mình có sự giúp đỡ của giáo sư Soho. Tại vì bên đấy có bên đấy có anh Ngân. Anh Ngân là điểm rồi, anh Ngân. Hố đen, hố đen, hố đen. Nếu mà hôm nay thua nữa thì chứng tỏ là do anh Ngân. Dạ, thì cái trò chơi này có tên là Đăng Sao Thất Bảnh. Sẽ là một phiên bản mới lạ mới. Và em mời mỗi đội đại diện đến một người để lên quản tư ti. Rồi nào giờ cho người đi chơi rồi. Ha, người biết sợ ta chưa? Anh em thắng chuẩn rồi, anh em chuẩn rồi. Bây giờ mình bây giờ nổi với ti là mình thắng chắc rồi anh em ơi. Anh em bọn em chuyển hết lên. Bây giờ không chỉ cho một cái và ba cái. Một cái, ba cái, một cái. Một cái nhất tôi đi. Một cái nhất. Ok, một cái ngay nha. Em đếm nha. Đây nè, có được chín đếm nha. Em đếm đây. Đây nè. 1 2 2 rưỡi. 3. 1 2 3. Đội nó lại cũng thôi hả? Sáu từ, sáu từ, sáu từ, nhiều rồi em bạn.
ngón tay không được quay xuống, chỉ tay lên trời thật đời vô đối. Bắt tay không có được đoán trước mà là cứ làm theo vị trí. Hiểu nào, lại nhá. Tấp mộ cuộc tình. Tôi thấy đội này cho Ngân khởi đầu là thấy thua rồi, thấy không? Ngân rồi, sử dụng đấu qua số 2 đâu có sao, đâu có chết ai đâu. Nhưng mà vẫn nói chuyện này nhỏ. Ok, 6 từ, trên trên. Cái gì mà nói vậy đó? Không phải nhắc nhá, không phải nhắc. Quay lại, nhanh này hết rồi nè. Tim, lọt. Nghe đổi từ không được, thôi đổi. Vẽ lại cũng được à? Nếu đúng thì đúng, đúng thôi. Lại. Hồi nào, hồi nào giúp nè. 6 chữ, trên trời. Mày. Thôi đổi bài đi. Mày này cái này chưa? Bài đi. Đó, em mình chỉ đơn giản này rồi. Lấy được chưa? Lấy được chưa? Thôi đổi bài. Đổi bài nhá. Đổi bài nhá. Bài lại cho tao quay. Chỗ nào cái gì? Ê nhưng mà nói đáp án đi, thua rồi. Trời ơi cái này dễ lắm. Cái cậu ngốc lắm. Không được nói nha. Một lát thì có được không? Anh biết mẹ à? Có rồi, đá. Ờ, rồi chưa dễ xong. Ừ. Chắc là biết. 3, 3 thằng con là con của mẹ. 4 chữ lắm. Không được nói, không được nói. Không được nói anh. Quay lại luôn đi. Ok. Khó à. Anh em có đổi nhau không? Để anh cuối nha. Hay lắm. Hay lắm. Để chưa? Xong chưa? Em nghe từ rap cho đến 3 để ông lấy con vật đấy nha. Không. À. Nói đi. Gì nói đi. 3 gì nói đi. Khó nè. Đó nè, lô lái nè. Cứ diễn tả đi, không hiểu được, cứ diễn tả đi. Mấy phút rồi. Nhanh. Đã đổi từ nào? Xong chưa? Đổi không? Đổi bài không? Mấy đứa này nó lâu lắm. Cái gì vậy? Bây giờ không nghe luôn nè, thằng điên đúng không? Xong rồi đúng không? Nè. Ba từ hả? Lý ngựa ô hả? Sai rồi ạ. À? Lý ngựa ô gì? Đâu đổi bài đi nè mấy anh. Thế là cái gì? À, hết giờ rồi. Hết giờ chưa ạ? À? Hết giờ rồi nha. Bang mà nó nhảy bài hết đi. Hết giờ về chỗ. Tức ghê bang mà nó. Bang xong thế này đi. Anh tức quá. Ok, đi làm đi cô. Tưởng như nào. Mình được một bài mà anh yên tâm, đội này không được đâu. Cố lên em ơi. Đang khởi động trước, chuẩn bị nha. Mọi chuẩn bị coi đây này. Ok, bao nhiêu phút nhỉ? Tất cả quay nha. Ok nha, quay không quay lại nha. Ok. Gì nhỉ? Khó lắm, bài dài là khó lắm. Ok. Rồi, kiếm đi em. Người ta coi ha. Làm gì? Tôi với bạn thương nhau. Cái này này. Mình không thể đến được với nhau. Bạn hôi nách lắm. Đó là... Bạn đừng lại gần tôi, bạn hôi nách lắm. Nhưng tôi vẫn ôm bạn. Nghe em mà đánh bạn xong từ thách thì chắc rất là dễ dàng. Còn thử thách này nữa. Ủa làm khi nào ta? Thì làm khi nào? Khi mà ngồi đây này. Ồ. Bạn cũng 2 lần nữa. Ok. Calm lại nha. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn toàn.